Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang tin Thanh Niên. Tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức khai mạc triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước. Triển lãm trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh tư liệu lịch sử quý báu về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên phong trào thi đua yêu nước. Nội dung triển lãm gồm 3 phần là thi đua kháng chiến và kiến quốc từ năm 1945 đến năm 1954, thi đua xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước từ năm 1954 đến năm 1975 và thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm 1975 đến nay. Triển lãm cũng giới thiệu về các phong trào thi đua yêu nước hiện nay gắn với các cuộc vận động như học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới, cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, động viên toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng.